Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con nhất tâm cầu thỉnh ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn từ bi hoan hỷ vận chuyển thiện âm ban đạo từ cho hàng đệ tử chúng con được thấm nhuần mưa pháp, và chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Kính bạch chư tôn đức tăng ni hiện diện tại pháp hội niệm Phật A Di Đà chùa Quan Thế Âm Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam. Kính thưa toàn thể quý liên hữu đang hiện diện tại chùa Quan Thế Âm và đang online trực tiếp qua trang web vô lượng thọ.vn. Nam Mô A Di Đà Phật. Có nhiều người hỏi Ấn Tổ trong văn sao là con chưa niệm Phật được nhất tâm, như vậy con có được vãng sanh không? Ấn Tổ nói vãng sanh hay không là do tín nguyện và đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Còn cái mà niệm Phật để mà đi sâu vào công phu thì phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn. Vãng sanh được hay không toàn là do tín nguyện có hay không. Nam Mô A Di Đà Phật. Chỗ này là cái chỗ của Tổ sư Quan chúng ta nói. Ngài nói rằng gì? Tin Phật A Di Đà rồi là để vãng sanh Tây Phương, gặp chướng ngại tin thêm Bồ Tát Quan Âm thì vượt qua nhanh hơn. Giống như hai tay hỗ trợ lẫn nhau để rửa trợ giúp cho nhau. Cũng giống như là tể tướng với lại vua á, và tể tướng với lại vua thì hai vị này đều hỗ trợ cho mình hết. Nếu mà niệm Đức Phật Dược Sư để cầu sanh Đông Phương thì không hợp lẽ với người vãng sanh, mà niệm Quan Âm cầu sanh Tây Phương thì hợp lẽ. Cái gì? Quan Âm và Phật Di Đà cùng làm một việc. Quan Âm có cái nguyện thứ 12, đó là tiền tràng phan hậu bảo cái Quán Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện. Cho nên người niệm Phật Di Đà rồi niệm thêm Quan Âm nữa thì được, không có gì, vì hai vị này cùng làm một việc, đó là tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh Tây Phương, không có trống trái lẫn nhau. Chứ không phải niệm Phật Di Đà rồi niệm thêm Quan Âm là không tin Di Đà. Không phải, không phải lý luận gì, không phải đối với cái lý luận của Bồ Tát Đại Thế Chí. Đôi khi cái định kiến của mình riêng nó như vậy thôi, không phải đâu. Nam Mô A Di Đà Phật. Như nói đến niệm Phật tam muội, nói có vẻ dễ, đạt được thật khó. Chỉ nên thường nhiếp tâm khẩn thiết niệm, lâu ngày sẽ đạt được. Dù chẳng thể đạt được vẫn do công đức tin tưởng chân thành nguyện thiết tha nhiếp tâm tịnh niệm, ắt sẽ ngầm được Đức Phật tiếp dẫn đới nghiệp vãng sanh. Sự nhất tâm nếu ước về lý theo như Đại sư Ngẫu Ích đã phán định thì còn chưa phải là thân phận của con người tu hành hiện thời, huống gì là lý nhất tâm ư? Vì đoạn được kiến tư hoặc mới gọi là sự nhất tâm. Đoạn được kiến tư hoặc, kiến hoặc và tư hoặc gọi là sự nhất tâm. Phá vô minh chứng pháp tánh gọi là lý nhất tâm. Phá vô minh chứng pháp tánh gọi là lý nhất tâm. Nếu là bậc trong ngầm tu hạnh Bồ Tát ngoài hiện làm phàm phu thì hai thứ nhất tâm này cố nhiên đều chẳng khó khăn gì. Trong ngầm tu hạnh Bồ Tát như là Ngài Lý Bỉnh Nam là một vị Bồ Tát cư sĩ, mang thân là cư sĩ, ngoài hiện thân cư sĩ hoặc là Thanh Văn là người xuất gia, thì cái việc mà chứng sự nhất tâm, lý nhất tâm này không thành vấn đề. Họ là tùy nguyện tái lai rồi. Nhưng nếu thật sự là hạng phàm phu đầy dẫy phiền não thì sự nhất tâm còn chưa mấy ai đạt được, huống chi là lý nhất tâm ư? Xin hãy xem kỹ bức thư trao đổi thật dài của Ấn Quang và vị cư sĩ Ích ở Vĩnh Gia, ắt sẽ biết. Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Ân Sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh, kính bạch trên Chư Tôn Đức chứng minh, kính thưa toàn thể hội chúng. Hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2021, nhằm ngày 7 tháng 3 năm Tân Sửu, tại chùa Quang Thế Âm có gia đình Phật tử Nguyễn Thị Bình, pháp danh Trơn Hiếu Phổ, cùng gia đình Võ Thị Hường, pháp danh Nhận Hồng, cùng gia đình Nguyễn Thị Thơm, pháp danh Diệu Thảo. Hôm nay thành tâm thiết lễ trai nghi, tịnh tài tịnh vật, dâng lên cúng dường mười phương chư Phật và hiện tiền chư Tôn Đức chứng minh, nguyện đem công đức này hồi hướng cho ông bà, cha mẹ, anh chị em cùng thân bằng quyến thuộc hiện tiền được phước thọ tăng long, cầu siêu cho cửu hiền thất tổ, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp được siêu sanh miền cực lạc. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể hội chúng, giờ đây trước đạo tràng đã trang nghiêm và thanh tịnh, dưới ánh hào quang che chở của mười phương chư Phật, trong sự chứng minh trong chánh niệm của quý ngài, giờ đây có Phật tử Nguyễn Thị Bình, pháp danh Trơn Hiếu Phổ, xin được đại diện toàn thể gia đình cung kính dâng lên lời tắc bạch cúng dường. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch Ân Sư Thượng Giác Hạ Nhàn tôn kính. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể chư vị lương hiếu đồng tu. Con tên là Nguyễn Thị Bình, pháp danh Diệu Âm Trơn Hiếu Phổ. Hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2021, nhằm ngày 7 tháng 3 năm Tân Sửu. Gia đình chúng con cùng gia đình cô Nhuận Hồng, gia đình cô Diệu Thảo và một số Phật tử thành tâm thiết lập trai tăng, nguyện đem công đức này hồi hướng cầu kỳ siêu cho cửu hiền thất tổ, cũng như ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng con và tất cả chư vị hương linh trong khắp pháp giới, hư không giới này được siêu sanh về miền Phật quốc. Đồng thời cũng cầu nguyện cho thân bằng quyến thuộc hiện tiền và tất cả chúng sanh được vạn sự kiết tường như ý. Người còn sống thì thân tâm an lạc, kẻ quá vãng thì được vãng sanh cực lạc. Và giờ đây trước tam bảo oai quang, đạo tràng thanh tịnh, dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật, chúng con xin phép được đầu thành đảnh lễ xin tách bạch. Kính bạch cha mẹ, dòng đời cứ mãi êm đềm lặng lẽ trôi qua, thấm thoát chúng con đã lớn khôn, mới ngày nào đây chúng con còn nằm trong vòng tay âu yếm của mẹ, được chăm sóc bú mớm cho từng giọt sữa và được bố nâng niu vỗ về trong từng giấc ngủ. Chúng con biết thời gian thơ mộng ấm áp đó đã đi qua rất xa rất lâu, nhưng hình ảnh của cha mẹ vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí con và cho đến tận bây giờ. Từ khi chúng con lần lượt hiện hữu đến cuộc đời và trưởng thành trong sự nuôi nấng, dạy dỗ của cha mẹ, biết bao kỷ niệm vui buồn, làm sao chúng con quên được những hy sinh, những gian khổ mà cha mẹ đã phải chịu đựng cho chúng con thành người. Làm sao chúng con quên được những giai đoạn khốn khổ lúc chúng con còn bé dại, cha mẹ không quản ngại, gian lao, che chở cho chúng con yên bình, hạnh phúc. Làm sao chúng con quên được sự dạy dỗ nghiêm khắc và đầy đủ yêu thương của cha mẹ, uốn nắn cho chúng con với mong ước duy nhất chúng con còn trưởng thành những và vững chãi bước trên những sóng gió nghiệt ngã của cuộc đời. Công cha núi cả sánh nào, bể sâu đức mẹ biết sao tránh lường. Dù cho báo đáp nhiều phương, cũng không trả hết công ơn song đường.
Cha mẹ ơi, người là sự sống, là tình thương, là hương thơm, là ánh sáng soi đường cho cả cuộc đời chúng con đi. Vì con sống, cha mẹ suốt đời lam lũ. Vì con vui, cha mẹ gánh hết buồn đau, đời đắng cay. Riêng cha mẹ dấn thân vào, nuôi con lớn cha mẹ héo mòn thân xác. Thế nhưng ngày nay khi chúng con khôn lớn, khi chân thật cảm nhận được thế nào là tình thương bao la của cha mẹ, thì cha mẹ đã vĩnh viễn xa rời chúng con mãi mãi. Tìm đâu nữa, giữa màu băng giá cha mẹ hiền, khuất ngả ngàn thu, đâu còn nghe tiếng mẹ ru, tình cha nghĩa mẹ đắp bù được sao? Than ôi, cây muốn nặng mà gió chẳng dừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ hiền không còn nữa. Từ đây cha mẹ không còn nữa để chúng con chăm sóc và phụng dưỡng tôn thờ, làm sao tìm lại được dư âm ngày cũ đầy ắp bóng cha mẹ hiền thương kính vô biên. Kể từ đây ngõ trước quạnh hiu, vườn sau vắng vẻ, đây chỗ cha mẹ ngồi, kia giường cha mẹ ngủ, đâu đâu cũng phảng phất bóng hình của sóng đường. Giờ thì đây thì lập lè đống lửa lò hương, mong manh làn khói vấn vương cho hồng. Mồ hoang phủ lớp rêu phong, đất vàng một nấm gợi lòng con đau. Chúng con vẫn biết cuộc đời là phù du ảo mộng, dòng xanh diệt thay đổi không ngừng. Trăng có khi tròn khi khuyết, người có lúc hợp lúc tan. Sinh lưu tử biệt là lẽ thường tình của đạo hóa. Nhưng chúng con không khỏi nghẹn ngào đau xót nhớ thương. Kính bạch tôn thiền đức, Đức Thế Tôn có dạy, chư tăng ni là bậc phước điền của chúng sanh, là mảnh ruộng thù thắng để hàng Phật tử chúng con gieo trồng, ruộng phước để bày tỏ tấm lòng tri ân và đáp hiếu đối với công ơn như trời biển của cha mẹ. Hôm nay nhân duyên đầy đủ, gia đình chúng con và một số liên hữu đồng tu thành tâm sắm sanh phẩm vật thiết lễ chay riêng, tiên cúng dường thập phương chư Phật, thứ cúng dường hiện tiền chư tôn thiền đức tăng ni. Chúng con nguyện hồi hướng công đức này lên ân sư thượng giác hạ nhàn, kính mong mười phương chư Phật gia trì phóng ánh ngọc hào quang gia trì cho sư phụ chúng con mau chóng hồi phục sức khỏe. Ngài là cây vạn thọ, là cây bồ đề kiên cố tỏa bóng mát che mát cho chúng con, tất cả chúng sanh muôn loài khắp mười phương, tận cùng hư không pháp giới đều lương nhờ bóng người mà nắm tay nhau tinh tấn tu hành, vững bước trên con đường giác ngộ giải thoát về quê hương Tây Phương Cực Lạc. Nơi đó đã có cha Di Đà và mẹ Quan Âm Thế Chí đang chờ đón tất cả chúng ta. Và chúng con xin mang công đức này hồi hướng lên tổ tiên ông bà nội ngoại hai bên từ vô lượng kiếp đến nay, cùng hương linh cha là Nguyễn Văn Thân hưởng thọ 91 tuổi, mẹ là Nguyễn Thị Lợi hưởng thọ 88 tuổi, hương linh của cha chồng con là Nguyễn Hoàng Nha hưởng thọ 96 tuổi, hương linh mẹ chồng là Nguyễn Thị Xuân hưởng thọ 87 tuổi, hương linh cháu Nguyễn Thị Tuyết Anh hưởng dương 39 tuổi, hôm nay là giỗ đầu của cháu. Và hương linh Nguyễn Hữu Đức 73 tuổi, hương linh Nguyễn Đăng Quảng, hương linh Bùi Thị Biền và hương linh Võ Lung là 83 tuổi, hương linh Nguyễn Thị Hoa 43 tuổi và Nguyễn Chí Tương 60 tuổi. Và tất cả chư vị hương linh trong khắp pháp giới được tóc xả mê đồ vãng sanh tịnh độ, hiện tiền con cháu
đều được ân chiêm công đức mà nghiệp chướng tiêu trừ, tinh tấn tu hành chí thành niệm Phật, ngõ hầu đời này được vãng sanh thế giới Cực Lạc. Chúng con thiết nghĩ, nương nhờ oai thần của Tam Bảo và nhờ sức chú nguyện của chư tôn đức, thì chúng những hương linh còn mang ác nghiệp, còn đang đọa lạc trong chốn tam đồ sẽ được siêu sanh Cực Lạc. Trước lòng từ bi vô biên và ân đức cao cả của quý ngài, toàn thể gia đình chúng con nguyện suốt đời tri ân tạc dạ, ngưỡng mong trên quý ngài thủy từ ai mẫn chứng minh hứa khả nạp thọ cho sự như pháp cúng dường này, để chúng con được gội nguồn công đức, cầu cho vong giả siêu thăng về miền lạc cảnh trăm phần thành thơi, sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết không rời đi đâu. Nam mô Hoan Thị Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa hội chúng, vừa qua là những lời tác bạch chí thành chí thiết của Phật tử đại diện cho toàn thể gia đình. Giờ phút này chúng con xin thành tâm cung thỉnh chư tôn đức và toàn thể đại chúng đồng chắp tay niệm Phật để chứng minh trai lễ trong ngày hôm nay được thập toàn viên mãn. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. 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 Trên chư tôn đức đã từ bi niệm Phật chứng minh, chúng con nguyện cầu mười phương chư Phật thủy từ gia hộ cho quý ngài một năm mới dồi dào sức khỏe, thân tâm thường an lạc, phước thọ miên trường, để dìu dắt chúng con trên con đường tu học giải thoát. Chúng con cũng xin kính chúc toàn thể quý liên hữu và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường như ý, lão thật niệm Phật để đời này được vãng sanh Cực Lạc quốc. Cuối cùng chúng con nguyện cầu cho thiên tai dịch bệnh được tiêu trừ để mọi người sống trong thanh bình an lạc. Chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. Nhưng tâm đảnh lễ Nam mô Hiện Tọa Đạo Tràng Chư Tôn Tịnh Đức Tăng Ni Tam Bái. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Thiên Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Liên Tòa Tác Đại Chứng Minh Phụng Nguyện Thượng Chúng Phật Nhật Tăng Nghi Pháp Luân Thường Chuyển Phong Điều Vụ Thụng Quân Thời Dân An Thiên Hạ Thái Bình Chúng Sanh An Làng. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phần Tịnh Độ trên đền bốn ân nặng, giữ cửa khổ ba đường xin hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Cùng tiếp nhận chư vị ứng linh vong linh bên con, cử hiện tân tòa thập nhị lỗi con, ngà quỷ hạ xa chư vị ứng linh tai nhi vì nghiệp phá thay, xúc sợ trong quá khứ, nếu có ai thấy nghe đều phát bồ đề tâm hết một báo thân này đồng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thay mặt cho sư phụ có đôi lời thông báo. Tuy thời gian này sư phụ tịnh tu ngưng giảng, nhưng trong cái buổi lễ ngày tri ân thì sư phụ không có giảng, thì vẫn chương trình trai tăng ngày mùng 2 tháng 5 dương lịch
sắp tới vẫn cộng tu, vẫn phóng sanh và cũng có cúng đại thí thực và cũng có cúng dường trai tăng, cho nên chúng con xin thông báo cho toàn thể đại chúng và tất cả quý Phật tử gần xa biết như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh như pháp, và đây chúng con xin cung thỉnh đại đức Thích Nhuận Minh lên đọc những lời khai thị của tổ sư Án Quang được trích trong Án Quang Pháp Sư Văn Sao và trực tiếp do sư phụ soạn ra. Giờ đây chúng con thành kính cung thỉnh thầy, chúng con xin thành kính cung thỉnh đại chúng chúng ta hãy hướng tâm và để lắng nghe những lời khai thị của tổ sư Án Quang do đại đức Thích Nhuận Minh đọc. Và Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch ân sư tôn kính của chúng con, kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, hôm nay con có mặt ở đây đọc những lời khai thị của tổ sư Ấn Quang do sư phụ soạn ra, và những trích đoạn văn sao được trích trong Tinh Hoa Lục rất là quan trọng. Sư phụ nhắc đại chúng nên nghe đi nghe lại nhiều lần. Nam mô A Di Đà Phật. Lời lẽ trong văn sao tuy vụng về chấp pháp, nhưng ý nghĩa lấy từ trong kinh Phật, nếu chịu đọc nghe tin và hành theo, lợi lạc vô cùng. Số 1, tổ sư Ấn Quang khai thị về tín nguyện niệm Phật. Thánh giáo của Như Lai có vô lượng pháp môn, tùy ý nương theo một pháp môn nào, dùng bồ đề tâm tu trì đều có thể liễu sanh tử thành Phật đạo. Nhưng trong khi còn tu chưa chứng, sẽ có sự khó dễ, nhanh chậm, khác biệt lớn lao. Tìm lấy một pháp chí viên, chí đốn, đơn giản nhất, dễ dàng nhất, khế lý, khế cơ, vừa là tu, vừa là tánh, thích hợp khắp cả ba căn, thâu nhiếp trọn vẹn động căn, lẫn lợi căn, là chỗ quy tốt của các tông, luật, giáo, thiền mật, là con đường tắt cho người trời phàm thánh chứng chân, thì không gì bằng một pháp tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ấy là vì hết thảy pháp môn đều cậy vào tự lực, còn pháp môn niệm Phật lại kiêm nhờ Phật lực. Cậy vào tự lực thì nếu chưa đoạn sạch phiền hoặc, sẽ chẳng thể vượt khỏi tam giới. Cậy vào Phật lực nếu tín nguyện chân thật thiết tha, sẽ có thể cao đăng chính phẩm sen. Con người hiện thời muốn giải quyết xong đại sự sanh tử ngay trong đời này, mà bỏ pháp này thì trọn chẳng còn hy vọng gì hết. Phải biết pháp môn tịnh độ, pháp pháp viên thông, như vầng mặt trăng sáng ngời giữa trời, dòng sông nào cũng đều hiện bóng, thủy ngân rớt xuống đất, giọt nào cũng tròn xoe. Chẳng riêng gì những chuyện như cách vật trí tri, cùng lý tận tánh, giáp thế yên dân, giữ cho nước nhà yên ổn, đều có lợi ích lớn lao thần diệu. Mà ngay cả sĩ nông công thương muốn phát triển sự nghiệp, già trẻ nam nữ muốn tiêu diệt tật bệnh khổ não, không ai chẳng hề cảm liền ứng, vừa lòng mãn nguyện. Như kẻ ngu chấp trước, hễ thân có bệnh chẳng sạch, như vậy thì chẳng thể niệm Phật. Vậy thì nếu con cái té trong hầm xí, cũng chẳng thể gọi cha mẹ cầu cứu, có lẽ ấy hay chăng? Người niệm Phật nên đi đứng nằm ngồi, tâm thường nghĩ nhớ, lúc bình thời ở nơi sạch sẽ, hoặc lúc áo mũ chỉnh tề thì niệm ra tiếng, hay niệm thầm đều được. Chỉ lúc ngủ, đại tiểu tiện, trần truồng tắm gội thì nên niệm thầm, chớ nên niệm ra tiếng. Nếu gặp tai nạn đau binh nước lửa thì ở bất cứ chỗ nào, trong bất cứ trạng thái nào, đều nên niệm ra tiếng, vì niệm ra tiếng so với niệm thầm càng đắc lực hơn. Nếu khi nữ nhân sanh con, nên niệm ngay từ lúc chưa sanh và đến khi lâm bồn, tuy trần truồng chẳng sạch sẽ, vẫn nên niệm ra tiếng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, lúc ấy là lúc có liên quan đến tánh mạng, như té trong lửa nước cầu được cứu giúp, chẳng thể luận trên dáng vẻ chẳng đoan trang, ô uế bất tịnh, vân vân. Số 2, tổ sư Ấn Quang khai thị về trì chú Đại Bi và niệm Quán Âm. Hôm trước nhận được thư ông, biết ông đã gom được khoản tiền nợ quan là 400 đồng,
ông cũng quyên thêm 100 đồng để cứu trợ dân bị thiên tai, an ủi, vui mừng hết sức. Ngày 17, một đệ tử giao cho quan 100 đồng để cứu trợ. Quan lại gộp món tiền ấy với những khoản tiền do người khác cho quan được 500 đồng, đem gửi cho Ấu Nông để trọn hết tấm lòng tôi. Nói đến chuyện niệm Phật, niệm Quán Âm đều có thể tiêu tai thoát nạn, thì lúc bình thường hãy nên niệm Phật cho nhiều, niệm Quán Âm ít hơn. Gặp khi hoạn nạn hãy nên chuyên niệm Quán Âm, do Quán Âm bi tâm tha thiết, có túc duyên sâu đậm với chúng sanh phương này. Cho nên do thấy nói như vậy, bèn nói Phật chẳng từ bi bằng Quán Âm. Cần biết rằng Quán Âm là đấng thay Phật rủ lòng từ cứu khổ, ngay như khi Phật Thích Ca tại thế cũng thường dạy chúng sanh khổ não niệm Quán Âm. Huống gì bọn phàm phu chúng ta, khi xuất quan sau khi đã quyết định tới ở chỗ nào sẽ gửi thư cho ông biết. Trong lúc chưa quyết định đi hay ở này, nói ra sẽ biến thành nhiễu loạn. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 1. Còn nói đến chuyện niệm Quán Âm để cầu sanh Tây Phương thì có gì là không được? Chẳng thấy Kinh Lăng Nghiêm nói cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu phú quý được phú quý, cầu trường thọ được trường thọ, như thế cho đến cầu Đại Niết Bàn sẽ đắc Đại Niết Bàn đó ư? Đại Niết Bàn là lý thể chứng được khi thành Phật, rốt ráo thành Phật mà còn đạt được, huống hồ vãng sanh Tây Phương ư? Hơn nữa, Quán Âm và Di Đà đều cùng là một chuyện độ sanh, nào có phân biệt, nhưng cũng phải sáng tối niệm Phật thì xử lý mới viên dung. Chẳng thấy trong Kinh Đại Bi, Đức Quán Âm dạy người lễ bái trì chú thì trước hết phải niệm danh hiệu A-di-đà Phật đó sao? Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên. Thư trả lời Hòa Thượng Bỉnh Sơ: Phật Pháp, Pháp nào cũng viên thông, nếu dùng tâm trí thành thọ trì, ắt sẽ có cảm ứng chẳng thể lường được. Chỉ có niệm Phật, niệm Quán Âm là dễ cảm thông nhất. Những kẻ bình dân không ai chẳng biết đến sự cứu khổ, cứu nạn của Quán Âm Đại Sĩ. Hãy nên bảo chí thoát ăn chay trường, hàng ngày lễ niệm Nam Mô A Di Đà Phật và niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, ắt sẽ có cảm ứng. Nay đặt pháp danh cho chí thoát là thông sướng, nghĩa là niệm thánh hiệu ngõ hầu tốt nghiệp tiêu diệt, tâm địa thông đạt, lời lẽ thông suốt vậy. Sáng tối niệm Phật bao nhiêu đó câu, niệm Quan Âm cũng chừng đó. Ngoài ra thì từ sáng đến tối chuyên niệm Quán Âm, bất luận niệm ra tiếng, niệm thầm, đều phải dùng tai lắng nghe. Hãy nghe thì công đức càng lớn, đi đứng nằm ngồi đều niệm được. Khi nằm và lúc áo mũ không chỉnh tề, chưa rửa tay súc miệng thì đều nên niệm thầm. Số 3. Tổ sư Ấn Quang khai thị về giáo dục gia đình. Xem khắp cổ kim, dù nhà hay nước hưng thịnh suy vong, bình yên loạn lạc, chưa bao giờ chẳng lấy cái thân của cá nhân đang cầm quyền để làm cội gốc. Vì thế nói, cái gốc của thiên hạ là đất nước, cái gốc của đất nước là gia đình, cái gốc của gia đình là thân. Nhưng muốn nước nhà quật khởi hưng thịnh, lại cần phải biết cái gốc để lập thân. Cội gốc để lập thân như tôi vừa nhắc đến, chính là dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ ham muốn sằng bậy của chính mình, để khôi phục lễ nghĩa, đôn đốc luân thường, tin sâu nhân quả, dè dặt kiên sợ, chỉ sợ trái vượt. Làm được như thế thì sẽ có thể tỏa rạng được minh đức, ở yên nơi cảnh giới tốt đẹp tột cùng. Lý ấy, sự ấy, phàm những ai có hiểu biết đều có thể thực hiện được, nhưng chẳng phải là lạ lùng đặc biệt, huyền diệu đến nỗi muốn cầu mà không được. Bởi lẽ đạo của Nghiêu Thuấn chỉ là hiếu đệ mà thôi. Chỉ vì thánh mất niệm thành cuồng, cuồng khắc chế được ý niệm bèn thành thánh. Thất phu, thất phụ, nếu thực hiện được như thế thì gần là con cái và anh em trai, chị em gái, chị em dâu đều cùng nhìn theo bắt chước nhau làm lành. Lâu ngày phong thái ấy sẽ lan ra cả làng, cả ấp. Do vậy kinh thi khen ngợi Văn Vương là hình ư quả thê, chí ư huynh đệ, dĩ ngự ư gia bang.
nghĩa là làm gương cho vợ của chính mình, rồi đến anh em, cho đến khắp cả nước nhà, chính là do ý nghĩa này. Số 4, Tổ sư Ấn Quang khai thị về bảo thân tiết dục. Thư trả lời cư sĩ Bào Xuân Sĩ, trích trong văn sao tục biên: tai họa bệnh tật trùng trùng nói chung là do ác nghiệp đời trước sâu đậm, do hành vi hiện thời chẳng cẩn thận mà ra. Đời người muốn được không bệnh khỏe mạnh ắt phải cực lực tiết dục, hệ lắm dục sự thì đủ mọi bệnh tật đều phát sanh. Người đời cho làm chuyện dâm dục là vui, chẳng biết vui chỉ trong khoảng khẩy ngón tay, khổ cả đời thường chịu. Ông nên lắng lòng niệm Phật và niệm Quán Âm, coi thê thiếp của chính mình như bạn đạo, kính trọng như khách, chẳng để một dục niệm dấy lên. Lâu ngày như thế thì các chứng bệnh đều được lành hẳn. Nếu đã lành bệnh hoàn toàn vẫn chẳng nên ăn nằm ngay, phải là sau khi khỏe mạnh hoàn toàn rồi. Vì để có kẻ nói giỏi thì vừa chung đụng nhau ắt sẽ có con. Đứa con lại bụng miệng thông minh, không mắc các bệnh tật, do tiên thiên được vun bồi vậy. Nếu không biết nghĩa này thì thê thiếp của chính mình và con cái sanh ra đều chẳng được hạnh phúc mạnh khỏe, không bệnh hoạn. Cũng nên nói với thê thiếp lời này, đây chính là cầu nơi chính mình vậy. Còn như niệm Phật là cầu nơi chư Phật, chính mình không tiết dục, Phật cũng chẳng dễ gì gia hộ được. Chính mình chịu tiết dục, lại thêm chí thành niệm Phật thì chắc chắn các bệnh chẳng sanh. Thư trả lời cư sĩ Từ Thư Dung, trích trong văn sao tục biên: kẻ thông minh dễ phạm nhất chỉ có sắc dục, nên thường giữ tâm kiên sợ, đừng để nảy sanh chút tà vọng nào. Nếu như ngẫu nhiên khởi lên ý niệm ấy, liền tưởng mỗi một cử động của chúng ta, thiên địa, quỷ thần, chư Phật Bồ Tát, không vị nào chẳng biết hết, thấy hết. Trước mặt người khác còn chẳng dám làm quấy, huống gì đối trước chỗ Phật trời, nghiêm túc cẩn mật, lại dám ôm giữ ý niệm tà vậy tệ hại, và làm chuyện tà vậy tệ hại ư? Mạnh Tử nói: sự thục vi đại, sự thân vi đại, thủ thục vi đại, thủ thân vi đại. Nghĩa là thờ ai là chuyện lớn, thờ cha mẹ là chuyện lớn, giữ gì là chuyện lớn, giữ cái thân là chuyện lớn. Nếu không giữ được cái thân, dù có phụng dưỡng cha mẹ cũng chỉ là hình thức bề ngoài mà thôi, chứ thật ra là coi rẻ di thể nhận từ cha mẹ, đấy chính là bất hiếu lớn lắm. Do vậy Tăng Tử lúc sắp mất mới nói: phóng tâm vô lự, nghĩa là tâm thảnh thơi không lo lắng. Kinh thì chép: chiến chiến cạnh cạnh, như lâm thâm uyên, như lý bạc băng, nhi kim nhi hậu, ngô tri miễn phù, nghĩa là dè dặt đề phòng như vào vực sâu, đi trên băng mỏng, hiện thời mai sau ta biết tránh khỏi. Chưa đến lúc ấy vẫn phải giữ lòng dè dặt, Tăng Tử còn như vậy huống gì là lũ phàm tục tầm thường chúng ta ư? Nay gửi cho ông một bộ lịch sử thống kỷ, hai cuốn Thọ Khang Bảo Giám, ba cuốn Gia Ngôn Lục. Thống kỷ thì ông tự giữ để biết cõi đời, bình trị hay loạn lạc, biết gương nhân quả. Thường xem Thọ Khang Bảo Giám thì chẳng đến nỗi phạm tà dâm và thủ dâm vân vân, tự hại cuộc đời, tự hao phước thọ, chẳng bị tàn phế và chết chóc. Số 5, Tổ sư Ấn Quang khai thị về phóng sanh. Hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay, luân hồi sáu nẻo lần lượt làm cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, sanh ra lẫn nhau, trở thành oan gia đối đầu của nhau, tuần hoàn báo thù, đền đáp, giết hại lẫn nhau. Trong các kinh Đại Thừa, Đức Phật đã nhiều lượt khuyên răn, nhưng ít kẻ thấy nghe. Dẫu được thấy nghe, nhưng kẻ tin nhận vâng làm lại càng ít hơn nữa. Do vậy, Phật dùng lòng đại bi hiện trong dị loại để con người giết ăn. Đã giết xong bèn hiện các tướng lạ, ngõ hầu hết thảy mọi người biết con vật ấy là do Phật thị hiện, mong dứt sát kiếp để chúng sanh được yên. Như vỏ sò nghiêu, hông bò, móng dê, răng lợn, yếm ba ba, đều có hình ảnh Đức Phật ngự trong ấy, khiến tai mắt con người thấy nghe phải kinh sợ.
dứt cơ duyên dứt chấp trong cõi đời. Những chuyện như vậy được ghi chép trong sử sách kể sao cho tròn. Trước khi giết đều nói là loài thú, giết rồi mới biết là Phật. Do vậy biết, giết loài vật chẳng khác gì giết Phật. Dẫu con vật bị giết chẳng phải do Phật thị hiện, thì nó cũng là Đức Phật trong vị lai. Giết để ăn, tội sẽ cao to hơn núi, hơn biển. Hãy gấp nên đau đáo răng dè, ngõ hầu giải thoát. Cần biết rằng, người và vật tuy khác, lanh lợi hay ngu xuẩn đều tỏ lộ. Kẻ ngu xuẩn tâm thức tối tâm, con vật thông minh lại có trí sáng. Ngũ luân bát đức cổ nhiên chẳng thua con người. Lòng thành tha thiết so ra còn sâu đậm hơn con người. Dám cậy ta mạnh giết chúng nó ăn thịt, đến nỗi trong tương lai thường bị kẻ khác ăn. Lần xem sự sách từ xưa đến nay, phàm những ai lợi người lợi vật, con cháu nhất định hiền thiện phát đạt. Những kẻ nào hại người hại vật, con cháu nhất định tầm thường kém cỏi diệt tuyệt. Trích Ẩn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, lời tựa sách Vật Do Như Thử. Nam Mô A Di Đà Phật. Sư phụ chỉ dạy cho toàn thể đại chúng, mình đau bệnh thì mới thương người bệnh đau. Trong 8 sự khổ, chỉ có bệnh khổ là nặng nề nhất. Người nào mà giúp người hoạn nạn, cứu sinh vật khi sắp bị giết, ăn chay kiên giết, người ấy khi gặp hoạn nạn, bệnh tật nguy hiểm, tiểu nhân hãm hại, oan gia đối đầu, đều có quý nhân giúp đỡ. Nếu chịu niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì Bồ Tát sẽ gia hộ, gặp dữ hóa lành, biến nguy thành an, bệnh nặng thành bệnh nhẹ. Nhưng hàng ngày phải tích công lụy đức, giúp người cứu vật, thường trì tụng thần chú Đại Bi, niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, ăn chay phóng sanh để dự phòng, thì lúc hoạn nạn sẽ vượt qua rất dễ dàng. Nếu hàng ngày không có giúp người cứu vật, chân thật tụng kinh niệm Phật, niệm Quán Âm, trì chú Đại Bi, ăn chay kiên giết, thì đến lúc hoạn nạn không ai cứu giúp. Vì không có tích thiện nên không gặp được quý nhân, thiện nhân, thánh nhân, Bồ Tát cứu giúp. Đây là sự thật một chút chẳng phải giả. Đạo lý này thấy tưởng chừng như bình thường, nhưng rất thâm sâu, không phải ai cũng tin và làm được. Vì con người vốn dĩ thích hưởng quả hơn là gieo nhân, thích hưởng phước hơn là tạo phước. Đạo lý này rất quan trọng, đại chúng nên lưu tâm. Sư phụ gửi lời thăm đại chúng. Sư phụ cũng đã khỏe và ăn uống tu tập lại bình thường rồi, nhưng cũng cần phải tịnh dưỡng và tịnh tu một thời gian lâu dài. Vì nếu đời này mà không thành tựu đạo nghiệp vãng sanh, nếu đời sau lại sanh làm thân người lần nữa, thì không thể nào chịu nổi những thống khổ của sanh già bệnh chết, nhất là bệnh khổ. Vì vậy kính mong đại chúng ẩn kính tài năng, hàm dưỡng công phu lâu dài thì mới có ích cho mình và lợi ích cho tất cả mọi người. Sư phụ cũng chỉ dạy, tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bài, đức chúng như hải. Quý thầy, quý chú nên ở với đại chúng, thay người làm việc cực nhọc, công phu công quả. Khi gặp hoạn nạn hay bệnh hoạn, sẽ có đại chúng lo lắng. Tổ sư Ấn Quang một đời không rời đại chúng. Vừa rồi sư phụ không có Phật Bồ Tát và đại chúng lo, thì khó thể nào vượt qua căn bệnh mổ ruột thừa. Sư phụ cũng thông báo chùa Quán Thế Âm cộng tu chủ nhật hàng tuần, sư phụ soạn văn sao cho Nhuận Minh đọc vào lúc 10 giờ khi đại chúng công phu phóng sanh xong. Sư phụ soạn những lời khai thị của tổ sư Ấn Quang rất là quan trọng, đại chúng tại chùa và Phật tử online trực tiếp nên đón xem. Và sư phụ cũng nhắc nhở thông báo là tất cả những ngày lễ lớn từ đây về sau sẽ cộng tu bình thường như là ngày chủ nhật từ 8 giờ đến 10 giờ. Về cái ngày lễ tri ân ngày 22 tháng 5 thì hôm đó ngoài cộng tu bình thường thêm có cúng dường trai tăng. Ngày lễ Vu Lan cũng vậy, cũng có cúng dường trai tăng. Riêng ngày lễ Phật Đản thì tu từ 8 giờ đến 9 giờ rưỡi xong sẽ có tắm Phật. Còn sư phụ thì sẽ không có lên đây, sư phụ muốn tịnh tu một thời gian dài, xin thông báo cho tất cả đại chúng biết. Và sư phụ cũng mong đại chúng tinh tấn công phu công quả, khi xả báo thân này
sẽ đi gặp nhau ở quê nhà Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Giữ ương định ương dự ương giải thoát trì ương ương quán minh văn đài viên pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 3 năm Tân Sửu, tăng chúng con chùa Quan Âm cùng tất cả chư vị Phật tử hiện diện có mặt nơi đạo tràng này phát Bồ Đề tâm ở tịnh tài Nam mô các loài chúng sanh về để phóng sanh. Nguyện cho chư vị được giải thoát tâm súc sanh quy tam bảo nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà sớm mau thành Phật. Này các loài chúng sanh, từ đời vô thủy đến nay chúng sanh do vô minh che lấp tâm tánh tạo ra nhiều nghiệp si mê nên phải sanh tử luân hồi trong sáu nẻo. Các vị hiện giờ mang thân sống sanh sống chết gỡ trên giao thức, may thay hôm nay các vị còn được có túc căn thiện lành gặp người cứu mạng. Chắc nhiều đời các vị cũng có gieo căn lành trong Phật pháp, vậy giờ đây các vị nên phát tâm quy tam bảo và sám hối nghiệp chướng và phát tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật để kết duyên với Đức Phật A Di Đà. Khi nào đủ thiện căn phước đức nhân duyên, các vị được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Dương di tịnh thủy biến trái tạm thiền tánh không bác đức lợi nhân thiện pháp giới quan tăng duyên diệt tội tiêu khiên ngõ diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Tát. Phù thủy thủy giả bác công đức thủy tại thiện dân thiện tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần biến nhập tỳ lô tạng giới ca trong vô xuất bất siêu luân thủy bất tẩy thủy diệu cực pháp thân trần bất nhiệm trần phản tác tự ký quyên trừ nội ngoại đáng địch đàn tràng sái cô mộng như tác dung dương chuông kiếp ấy bạn như thành tịnh độ sở vệ nội ngoại trung gian vô trượt ấy thanh phàm ô uyển tổng thanh lương bồ tát liễu đầu cam lộ thủy năng linh nhất đích biến thập phương tịnh duyên cấu ước tận tiêu trừ phổ trái pháp duyên tất thanh tịnh. Này các chúng hữu tình bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đất sanh tịnh độ đà la ni. Nam mô đại bi hồi thượng vong bồ tát, Nam mô đại bi hồi thượng vong bồ tát, Nam mô đại bi hồi thượng vong bồ tát, tiên tử tiên nhân vô ngại đại bi. Na đa ra ya ya Nam mô A Di Đà Bà Lô Yến Đại Tu Bản Ra Ya Hồ Đề Tấn Đó Bà Ya Ma Tấn Đó Bà Ya Ma Ca Lô Ni Ga Ya Ấn Tấn Bằng Đa Bà Người Số Tấn Na Tấn Toàn A Di Đà Bà Lô Yến Đại Tấn Hoàng Ra Lân Đà Bà Nam mô Na Ra Ấn Trì Ở Trì Ma Bằng Đa Sa Mơ Tấn Bà Ta Đầu Vũ Bằng A Thầy Yến Tấn Bà Tấn Na Na Ba Bà Ya Ma Bằng Đa Đầu Đó Điều Ta Ấn A Bà Lô A Lô A Đế Ga Ra Đế Di A Trì Ma Bồ Đề Tấn Đó Tấn Bà Tấn Bằng Chỉ là những cô lô lô những hồng đồ lô 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 a cha cha đới ma và cha cha đới đà la đà la điều đi ni thắng hoàng đà cha cha ra cha đà ma bạn ma ra mục đế lợi ơi thắng na ra trăm phần ra cha lâu phần ra phần trăm phần ra cha cha lô lô a di đà ra đà ra thắng đi tu 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 bồ đề giả bồ đề giả bồ đề giả bồ đề giả di đế di giả na ra thắng đi địa di thắng đi na ba giả ma ta ba thắng đà giả ta ma thắng đà giả ta ma thắng đà vô ngày thắng bằng ra giả ta ba ma ra na ra ta ba thắng đà thắng âm một cửa giả ta ba ma thắng đà giả ta ba giả kiến ra thắng đà giả ta ba ba đà ma kiến thắng đà giả ta ba na ra thắng đề bằng đà ra giả ta ba ma ba di thắng yếu ra giả ta ba A ra ya ya Nam mô A Di Đà Bà Lô Yến Đà Tu Hoàng Đà Ya Ta Ba Thắng Điện Đô Hoàng Đà Ra Hoàng Đà Ya Ta Ba Thắng Điện Đô Hoàng Đà Ra Hoàng Đà Ya Ta Ba Thắng Điện Đô Hoàng Đà Ra Hoàng Đà Ya Ta Ba Thắng Điện Đô Hoàng Đà Ra Hoàng Đà Ya Ta Ba. Này các loài chúng sanh kia, các người nên nhớ cho khi bỏ thân chúng sanh hướng tâm về tam bảo được trở lại làm người đầy đủ gặp chánh pháp tin sâu cùng nguyện tiếng chuyên niệm Phật Di Đà cầu vãng sanh tịnh độ tối để độ thân chúng sanh. Nam mô tịnh độ phẩm Bồ Tát, Nam mô tịnh độ phẩm Bồ Tát, Nam mô tịnh độ phẩm Bồ Tát Ma Tát. Chúng sanh đây có bao nhiêu
rằng cả người trước lòng tròn tùng lắm, nên đời đời dìm đắm trong mê tối tâm, chẳng biết tu trì gây bao tội ác lại về mang thân, sống đời đời cho tôi thường đau khổ, lòng bị sừng có đỡ được đâu, dù là bay trước lần sau ai câu ở màu ta càng bé còn ơi uống độc, lúc đó dù kêu không ai thương, hồn còn vướng vấn nối ra cho nồi muôn bằng chánh thấy người cầm chắc cá mấy sao, nhờ các vị thiện nhân cứu cho người đừng tốn thân, đến đây lại đụng đời ơn phép màu ông thầy đi vì bờ chăm dốc lòng quê bán quê tan, hết lòng sớm ở tâm thân nhẹ nhàng, này các loài chúng sinh kia, này các vị cả quy văn lượng tốn trung tôn, này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy pháp ly dục trung tôn, sanh hôm nay các vị quy tăng trung chúng trung tôn, này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy Phật công đỏ địa ngục, này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy pháp công đỏ ngạ quỷ, này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy tăng công đỏ bàn sanh, này các loài chúng sanh kia các người sẽ được đạo. Rồi gốc là tam trong chơi từ trong miệng ấy mà sanh ra, hôm nay bán tâm xin sám hối, nam mô cầu sám hối bồ tát, nam mô cầu sám hối bồ tát, cầu lắm nói bồ tát ma tát, nam mô đa bảo như lai, nam mô bảo thắng như lai, nam mô diệu thắng thân như lai, nam mô hoàng bảo thân như lai, đại nam mô cam lồ vương như lai, nam mô a di đà như lai, quy mạng lễ a di đà phật, ở phương tây thế giới an lành, chúng con xin bác mạng bản sanh, cuối xin đức tự bi tiếp độ, nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật, nam mô 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 a di đà phật, di đà phật, nam mô a 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 di đà phật, nam mô, nam mô a di đà phật, 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 nam mô, nam mô a di đà phật, 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 nam mô, nam mô a di đà phật, 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 nam mô quan thế âm bồ tát, nam mô quan thế âm bồ tát, nam mô quan thế âm bồ tát, nam mô đại thế chí bồ tát, nam mô đại thế chí bồ tát, bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát, nam mô địa tạng vương bồ tát, nam mô thanh tịnh đại ái chúng bồ tát, nam mô thanh tịnh đại ái chúng bồ tát, nam mô thanh tịnh đại ái chúng bồ tát, niệm phật phong sanh công đức thù thắng hành vô biên thắng vô giải hồi hướng vô quyền vãng giới dư chúng sanh tóc vàng vô lượng quang bậc sang phiền não miền đăng thế hội dân minh liệu vô quyền tòa chứng thắng tiêu trừ thế thế thường hành bồ tát đạo miền sanh tới vương tinh độ trong cử phẩm liên hóa vi vụ mẫu cai kiến phật ngộ vô sanh di mang lửa nguyện di tử công đức phổ cập ở nhân thiết ngà đánh dự chúng sanh giới công thành phật đạo. Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư a di đà phật liên tòa chứng minh. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, nam mô đại bi linh cảm ứng quan thế âm bồ tát, nam mô đại hùng đại lực đại thế chí bồ tát, nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát, nam mô thiên thủ thiên nhãn linh cảm ứng quan thế âm bồ tát phục nguyện thượng chúc phật nhật tăng nguy pháp luân thường chuyển vong điều vũ thuần quốc tới dân an thiên hạ thái bình chúng sanh an lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm tây phương cõi nước Phật A Di Đà, trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường, những người thấy nghe được điều phát tâm bồ đề đồng sanh cõi tây phương cực lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an cho các chúng sanh đang bị dịch bệnh corona trên toàn thế giới, cùng cầu an cho tất cả những Phật tử đang dân sớ cầu an trong ngày hôm nay. Ông mà ra đệ tử chúng con hiện diện có mặt ở đạo tràng này và khu chiến tu, và tất cả chúng sanh trong mười phương tầng ở không giới cùng thân bằng quyến thuộc, thân tâm thường an lạc, phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tội chướng oan chướng tiêu trừ, chân lành căn trướng phước huệ sống tu tự giác giác tha giác hành viên mạng,
đệ tử chúng con hiện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho tất cả những chúng sanh đã chết vì dịch bệnh Corona. Tình cầu siêu cho cụ ông Trần Khử pháp danh Thiện Chánh, cụ bà Nguyễn Thị Ngày pháp danh Sa Di Ni, Liên Vương Nguyễn Thị Nghiệp pháp danh Bình An, Nguyễn Thị Trúc Đào pháp danh Hương Trúc, ông cùng cầu siêu cho chư vị cử quyền đấng tố tập nhị lỗi cô hồn ngã quỷ hà sa cùng những vị đã cầu siêu trong ngày hôm nay đang đấng chư vị hướng linh vong linh. Cử quyền đấng tố tập nhị lỗi cô hồn ngã quỷ hà sa hữu vị vô danh hữu danh vô vị và chư vị hướng linh thai nhi cùng chư vị hướng linh có duyên với chúng con. Và các vị ôn gia trai chủ trong nhiều đỡ nhiều kiếp đã bị chúng con có ý hẹt vô tình hẹt suối người sát hại. Hôm nay chúng con đem tất cả những công đức tụng kinh niệm Phật lạy Quan Thế Âm Bồ Tát, Trị Thần Chúa Đại Bi Phóng Sanh Tiến Trai cũng thí thức trong chiều hôm nay ngày hồi hướng cho quý vị sớm vạn sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Phổ nguyện ông sư dưỡng dục phụ mẫu sanh thành đàn na tín tí tăng ích phước điện. Âm siêu dương tới pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình đồng sanh Cực Lạc. Đồng viên Di Đà đồng hộ vô sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Từ quý Phật chân nguyện chúng sanh thể theo đạo cả bác lòng vô thường. Từ quý Pháp xin nguyện chúng sanh thấu rõ tâm tàng trí huệ như biển. Từ quý tăng xin nguyện chúng sanh thông lý đại chúng tất cả không ngại và nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Thời có một phóng sanh đến đây kết thúc.